Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu kính mến, Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ năm sự thật gây chấn động về tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 chưa từng có ung dung bước qua vận hạn. Đốn thời giàu sang, tài lộc viên mãn, được hưởng phúc lớn khi về già. Vậy năm sự thật chấn động đó là gì? Làm sao để đốn được phúc khí đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Kỷ Dậu cùng theo dõi nội dung chi tiết. Và nếu như quý cô bác là lần đầu tiên xem video trên kênh Minh Đường Tử Vi, thì xin vui lòng đăng ký kênh, ấn nút theo dõi để ủng hộ ban biên tập chương trình để có nhiều động lực làm nhiều video hay hơn nữa nhé. Tiên tri tiết lộ năm sự thật về tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, đến thời giàu sang, cực may, cực đỏ, làm đâu thắng đó tiền tỷ sinh sôi, hậu vận an nhàn, giàu sang, sung túc. Vâng thưa quý vị thân mến, có lẽ mỗi chúng ta khi sống trong cuộc đời này đều hiểu rằng cuộc sống là những chuỗi ngày khó khăn, vất vả, vui buồn nối tiếp nhau. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta phải biết cách đối mặt với những thử thách đó như thế nào có đúng không ạ? Dù là ngày hôm nay là một ngày khó khăn uất ức đến bất công, nhưng biết đâu ngày mai khi may mắn mỉm cười, chúng ta lại được sống một cuộc đời đủ đầy trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Theo luận giải chính xác 100% của các bậc thầy tử vi và phong thủy, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nhờ ăn ở hiền lương, đức độ, chăm làm việc thiện mà được quý nhân phù trợ, về chung và hậu vận, cuộc sống an nhàn, sung sướng. Tuy nhiên nếu bạn chú ý những điều này thì đảm bảo đã giàu lại càng giàu, phúc phần lên hương, tiền tiêu ba đời không hết. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ về năm sự thật chưa từng được tiết lộ về tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của quý cô bác. Ngay sau đây là luận giải chi tiết. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, thuộc mệnh Thổ, đại trạch Thổ, đất nền nhà, hợp mệnh Kim và Hỏa, khắc mệnh Mộc và Thủy. Nam mạng Kỷ Dậu, sinh năm 1969, cung Tốn, nữ mạng cung Khôn, là tuổi con gà. Tuổi Kỷ Dậu được hộ mệnh bởi Phật ban phúc, Phật A Di Đà, Phật ban trí, hư không tạng Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Phật Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ, bất động minh vương. Mệnh Thổ được xem là cội nguồn của sự sống, là nơi hình thành và phát triển của vạn vật trên trái đất, có thổ cây cối mới có thể sinh trưởng, động vật mới có được nơi sinh sống, trú ẩn, nhà nông mới có đất để trồng trọt nhằm cải thiện cuộc sống. Mệnh tương sinh, hỏa và kim. Mệnh tương khắc, mộc và thủy. Nam mạng, cung Tốn, hành mộc thuộc đông tứ mệnh. Nữ mạng, cung Khôn, hành thổ, tây tứ mệnh. Màu bản mệnh, nâu đất, vàng đất. Màu tương sinh, đỏ, hồng, cam tím. Màu kỵ, xanh lục, xanh lá cây. Theo thiên can, tuổi Kỷ Dậu tương hợp với can giáp. Theo địa chi, tuổi Kỷ Dậu tam hợp với tuổi, sửu và tỵ, lục hợp với thìn. Theo niên mệnh, nam và nữ sinh năm 1969 mệnh thổ, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, nên sẽ hợp với các tuổi sau. Người mệnh thổ, đinh tỵ, kỷ dậu, mậu thân, tân sửu. Người mệnh hỏa, bính dần, đinh mão, giáp tuất, ất hợi, mậu tý. Trong làm ăn hợp với các tuổi, đinh mùi 1967, ất tỵ 1965, quý mão 1963, đinh tỵ 1977. Trong hôn nhân hợp với các tuổi, mậu thân 1968, tân hợi 1971, nhâm tý 1972, giáp dần 1974. Việc chọn hướng hợp để cất nhà, không chỉ tạo cảm giác an tâm về mặt tinh thần cho quý gia chủ, mà còn giúp thu hút may mắn, khai thông vận khí trên phương diện phong thủy. Từ đó giúp công việc làm ăn, kinh doanh, sức khỏe, gia đạo của người sinh năm 1969 thêm phần sung túc viên mãn. Hướng tốt cho tuổi Kỷ Dậu, nam mạng 1969 cung Tốn, đông tứ mệnh, hợp với các hướng thuộc đông tứ trạch. Hướng bắc, sinh khí, gia đạo bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hướng đông, diên niên, trường thọ, tài lộc khởi sắc. Hướng nam, thiên y, các thành viên trong nhà luôn được khỏe mạnh, mọi khó khăn đều có thể dễ dàng vượt qua. Hướng đông nam, phục vị, luôn được ông bà tổ tiên phù trợ trên mọi bước đường thành công. Nữ mạng Kỷ Dậu, sinh năm 1969, cung Khôn, tây tứ mệnh, hợp với các hướng thuộc tây tứ trạch. Hướng đông bắc, sinh khí, con đường công danh, sự nghiệp của quỹ gia chủ và các thành viên trong nhà có dấu hiệu khởi sắc.
Hướng Tây Bắc Diên Niên, Bách Niên Giai Lão, con cháu Thuận Hòa Hiếu Thảo. Hướng Tây, Thiên Y, sức khỏe dồi dào, ít đau ốm bệnh tật. Hướng Tây Nam, Phục Vị, cuộc sống viên mãn, đủ đầy. Hướng Xấu tuổi Kỷ Dậu cần tránh. Nam Mạng, hướng Đông Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Tây Nam Ngũ Quỷ, hướng Tây Lục Sát, hướng Tây Bắc Họa Hại. Nữ Mạng, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Đông Nam Ngũ Quỷ, hướng Nam Lục Sát, hướng Đông Họa Hại. Người sinh năm 1969 nên ưu tiên lựa chọn biển số xe, số nhà, số điện thoại có các chữ số sau đây. Bởi theo quan điểm tử vi, những con số này được cho là sẽ mang lại tài lộc, giúp giải vận cho những chủ nhân mệnh thổ sở hữu chúng. Nam Mạng, hợp các số 1, 6, 7. Nữ Mạng, hợp các số 2, 5, 8, 9. Tổng quan tử vi cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu trên từng phương diện. Về tính cách, Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao, họ rất chuyên cần, làm việc hiệu quả, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ, con giáp này sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp, động cơ thúc giục họ chính là thành công. Kỷ Dậu đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo, va chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp, khi các điều kiện này không được đảm bảo, con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề. Người tuổi này ổn định và tính thực tế, Kỷ Dậu thường điềm tĩnh và chín chắn, bản mệnh khá dè dặt và thận trọng khi đưa ra quyết định, không uyên bác như những tuổi Dậu còn lại. Kỷ Dậu nổi trội bởi trí thông minh, mang tính thực tế, kết quả của những quan sát bền bỉ và sự ngấm dần những bài học mà cuộc đời đã dạy. Sự trầm tĩnh của người tuổi này có thể chuyển thành những thay đổi mang tính triết lý ở tuổi trung niên, con giáp này có thể có niềm tin sâu xa hơn ở tôn giáo và các lĩnh vực tâm linh. Ở mặt trái của vấn đề, Kỷ Dậu thiếu linh hoạt hơn các tuổi Dậu còn lại, họ khá cương quyết và không khoan nhượng trong quan điểm, cũng như quan hệ với mọi người. Kỷ Dậu có thể bám quá chặt vào một niềm tin hay quan điểm nào đó, nhất là khi đã đứng tuổi, người tuổi này có nhu cầu hết sức lớn về an toàn vật chất và tình cảm. Cũng giống như những chú gà chẳng muốn rời xa trang trại, đương số hạnh phúc nhất khi sống giữa môi trường quen thuộc đã lâu, họ không muốn có những trải nghiệm mới lạ. Tuổi Kỷ Dậu không phải con giáp dễ tính nhất và hơn ai hết, họ đều hiểu rõ điều này, người sinh năm Dậu cần bạn đời biết chấp nhận những tính cách kiểu Dậu và không phản đối việc họ thường xuyên cục tác quảng bá cho mình, đổi lại thì bạn đời sẽ được đền đáp bằng đức tính cẩn mẫn và lòng trung thành vĩnh viễn của tuổi Dậu. Những phẩm chất này đặc biệt ăn sâu ở Kỷ Dậu, con người cực kỳ đáng tin cậy và trung thành tới tận xương tủy, hết mình vì gia đình, bất kể là nam hay nữ, Kỷ Dậu sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình. Nếu là người trụ cột thì họ sẽ cố gắng đảm bảo mọi nhu cầu vật chất và tiện nghi của người thân, nếu là người nội trợ, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, yên ấm. Người tuổi Kỷ Dậu là người rất thông minh, cứng cỏi và khiêm tốn, họ luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong mọi tình huống, chính nhờ vậy mà người này thường được rất nhiều người xung quanh yêu mến và tin tưởng. Tuổi Kỷ Dậu tính khí khá tùy duyên, thuận tiện và hành xử làm việc, họ cơ trí linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc, nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến, vì dễ tính, thoải mái, mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Người sinh năm 1969 yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc, những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, họ có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp bảo thủ, nên họ thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ, cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Kỷ Dậu thường phải trải qua quá trình học tập tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin vào số mệnh, vì chịu quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ, do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Tuổi Kỷ Dậu có một nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thê thái vạn vật đổi thay. Những người tuổi này có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Về mặt sự nghiệp, tài lộc. Với tính cách có phần độc lập từ nhỏ, người sinh năm 1969 có kinh nghiệm sống khá dày dặn, nhờ đó mà con đường, công danh, sự nghiệp của họ cũng rất thuận lợi, đặc biệt với tinh thần ham học hỏi và trí tiến thủ cao, hậu vận về sau của người này thường rất viên mãn. Với những đặc điểm về tính cách kể trên, nên những người tuổi Kỷ Dậu sẽ làm rất tốt đối với công việc như ngoại giao, tư vấn, vì điềm tĩnh mềm mỏng, kinh doanh bất động sản, vì thực tế và tư duy đổi mới biến động, xoay chiều theo các mặt lợi hại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn bảo hiểm đều là những lĩnh vực mang lại thành công lớn đối với họ. Tuổi Kỷ Dậu có thiên thời địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ cũng thu được nhờ nỗ lực quyết tâm và tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa lại.
Tuy rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp nhưng họ lại không thể làm tốt nhiệm vụ của mình ở những công việc mang tính khuôn mẫu, nguyên tắc. Nếu bạn muốn khai thác nhân tài, hãy để họ được tự do cống hiến cho những thứ mà họ yêu thích. Họ không giỏi lãnh đạo, quản lý người khác, vì vậy nếu trở thành làm chủ, họ sẽ không đảm nhiệm tốt được vai trò của mình. Ở vị trí nhân viên, nếu được làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, chắc chắn họ sẽ đạt được nhiều thành công lớn, tài năng của họ sẽ mang lại cho tập thể nhiều lợi ích. Tuy vậy, nếu bạn là cấp trên của họ, hãy nhớ rằng để bàn họ lên vị trí quản lý là một việc sai lầm, thay vào đó hãy tạo điều kiện để họ có thể tự do sáng tạo và phát triển ý tưởng của mình. Nam mạng, Kỷ Dậu có tính cách tự do, tùy duyên, không quan tâm sự việc đến lúc nào, do vậy dù có ngày mai là deadline, thì những người tuổi này vẫn bình thản. Ở tuổi này thì họ ghét bị ai khác sai khiến, ép họ phải sống theo luật lệ gò bó, vì sự tùy duyên đó mà họ không có định kiến, không có lập trường quyết định một việc nào đó. Nữ mạng, Kỷ Dậu là một người có ý chí tiến thủ, có chí hướng trong công việc và sự nghiệp, luôn muốn thể hiện bản thân trong cuộc sống với những người xung quanh, với đồng nghiệp cơ quan. Họ nên làm các nhà ngoại giao, hay tư vấn mua bán bất động sản, vì người tuổi Kỷ Dậu có tài giao tiếp điềm tĩnh trong công việc và khả năng khôn khéo xoay sở nhanh chóng. Với tài năng giao tiếp như vậy, thì hứa hẹn tuổi Kỷ Dậu sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi, nếu có ai chọn nghề kinh doanh, buôn bán, không có gì là làm khó được họ. Làm các nghề liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hay mua bán bảo hiểm cũng hợp với người tuổi Kỷ Dậu. Về mặt tình cảm, song song với sự nghiệp ngày càng vững vàng, tình duyên của tuổi Kỷ Dậu khi bước sang giai đoạn trung hậu vận cũng rất viên mãn, con cháu thuận hòa hiếu thảo, Kỷ Dậu tìm kiếm bạn đời có thể tuyệt đối trung thành và trung thủy. Tuổi Kỷ Dậu thường đào hoa, vì cung Dậu thuộc đất tứ chính đào hoa, những người tuổi này có sức thu hút người khác phái, thường trải qua nhiều mối tình, cuộc sống tình cảm cũng nhiều sóng gió đa đoan, yêu thương, ghen tuông, giận hờn, thật phức tạp. Vận mệnh cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu được biến đổi qua từng giai đoạn khác nhau, theo đó mà may mắn hung hạn của bản mệnh cũng khác nhau. Cụ thể từ 20 đến 25 tuổi. 20 tuổi, năm này vượng phát về vấn đề tình cảm, tài lộc yếu kém. 21 và 22 tuổi, hai năm này trung bình. 23 và 24 tuổi, có thành công về công danh, gia đạo. 25 tuổi, được nhiều may mắn. Từ 26 đến 30 tuổi, thời gian này bổn mạng khá tốt đẹp, cuộc sống được đầy đủ và có nhiều may mắn, việc làm ăn có kết quả tốt đẹp, tuy nhiên coi chừng cuối năm 30 tuổi có thể lâm trọng bệnh bất ngờ. Từ 31 đến 35 tuổi, những năm này công việc làm ăn bình thường, tiền bạc trung bình, vấn đề quan trọng xảy ra trong cuộc sống, bổn mạng vững vàng và có nhiều tốt đẹp trong cuộc đời bạn. Từ 36 đến 40 tuổi, những năm này cẩn thận, sẽ có đại nạn, hay gặp nhiều xui xẻo, nên cẩn thận, đừng nên làm lớn, có thể bị thất bại. Những năm này bất tiện cho việc đi xa, kỳ mùa đông, mùa này làm ăn không được khá, coi chừng có kẻ dấp giang. Từ 41 đến 45 tuổi, trong khoảng thời gian này, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội, tạo được nhiều tiền bạc và giữ vững được tiền bạc, việc làm ăn, buôn bán, giao dịch cũng được trôi chảy, không có trở ngại, đây là những năm đẹp nhất trong đời bạn. Từ 46 đến 57 tuổi, thời gian này trung bình, không có việc gì quan trọng xảy ra, hoặc những chuyện làm bạn có nhiều bực mình, nên cẩn thận về bổn mạng, những năm này có phần hơi kém về tài lộc, cũng như những bất lợi lỉnh xỉnh xảy ra, có thể làm cho bổn mạng và tài lộc của bạn có phần suy yếu. Từ 58 đến 60 tuổi, tuổi 58, thường đau bệnh, rất đại kỵ và những tháng 5 và 10, nên cẩn thận đề phòng bản thể, những tháng này rất kỵ, nên phòng ngừa kẻo hao tài. Ngày tháng năm sinh và giờ sinh, có ý nghĩa thiêng liêng và vô cùng quan trọng đối với bất kỳ ai. Theo thuật xem tử vi thì những người tuổi Kỷ Dậu, sinh vào ngày giờ tháng khác nhau, sẽ có tính cách và vận mệnh khác nhau. Sau đây là luận giải tử vi về tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh của người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Sinh tháng riêng. Sinh vào tháng này thường có vận số khá tốt, những người này thường rất khéo ăn khéo nói, dễ gây thiện cảm cho người đối diện, vận số khá tốt làm ăn phát đạt, có của ăn của để. Sinh tháng 2, những người sinh vào tháng 2, tính cách tinh nghịch, hay bày trò thông minh, rất thích hợp với các công việc đòi hỏi phải vận dụng đầu óc, dễ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Sinh tháng 3, thường là những người khá nhanh nhẹn, linh hoạt, tư duy nhạy bén, nếu như đi theo con đường kinh doanh sẽ rất thành công, thích hợp để làm những việc lớn, những dự định bản thân đã ấp ủ từ lâu. Sinh tháng 4, những người này tính cách thẳng thắn, có gì nói đó, có năng lực nhưng lại khá khô khan, không biết cách thu phục lòng người, trong năm gặp một số rắc rối trong công việc, cần chú ý lời ăn tiếng nói kẻo đắc tội với người quyền thế, ra đường cần đề phòng cẩn thận tránh gặp nguy hiểm. Sinh tháng 5, người này tính cách thân thiện, dễ gần, sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng khả năng bình thường, không có năng lực, trong thời gian tới sẽ khá vất vả, trong công việc có thể gặp nhiều khó khăn, tuy được gia đình giúp đỡ, nhưng không thể tránh lời ra tiếng vào, quan hệ với các đồng nghiệp không tốt hay xảy ra xích mích.
sinh tháng 6. Những người này thường không có gì nổi trội, nếu sống một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ tiêu thì không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn cuộc sống giàu có thì sẽ vất vả, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Sinh tháng 7. Đây là những người mạnh mẽ, có năng lực quyết đoán, nên sẽ rất thành công nếu có cơ hội. Sinh tháng 8. Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ, nên những người này thường trưởng thành rất sớm, hiểu biết rộng rãi, lại rất chăm chỉ và chịu khó, nên nếu gặp thời sẽ rất thành công, trong công việc đề phòng kẻ gian hãm hại bôi nhọ danh tiếng. Sinh tháng 9. Những người này có chính kiến, tâm định, kiên định, khó bị dao động, cả cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, nên kinh nghiệm nhiều, kiến thức rộng, trong năm sẽ có tin vui đến. Sinh tháng 10. Là người có tài nhưng không gặp thời, trong thời gian tới cơ hội sẽ tới với bạn, hãy chú ý để nhận ra và nắm bắt thật tốt. Sinh tháng 11. Người này thường sinh sống trong hoàn cảnh khó khăn, cuộc đời vất vả cực nhọc, không thể nhờ cậy người thân, phải dựa vào chính bản thân thì mới có được cuộc sống ấm no, nên chú ý lời ăn tiếng nói để không đắc tội với người có chức có quyền. Sinh tháng 12. Là người có tài, nhưng đức hạnh lại bình thường, cử chỉ khá thô lỗ, lộc có tới nhưng đi rất nhanh, trong chuyện tình cảm không thuận lợi, có thể xảy ra hiểu lầm dẫn tới cãi vã. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, theo ngày sinh âm lịch. Sinh ngày Tý. Sinh ngày này trong năm vận số tốt, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, cả năm vui vẻ không phải bận tâm nhiều về gia đình và con cái, tuy vậy do một số yếu tố tác động nên sự nghiệp có vẻ trì trệ không có bước tiến. Sinh ngày Sửu. Đường tình duyên của người tuổi Dậu sinh ngày Sửu khá tốt, nếu vẫn chưa có người yêu thì năm nay nhất định sẽ gặp được người hợp ý. Sinh ngày Dần. Các tháng đầu trong năm đều gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thuận lợi và phát triển, cuối năm đề phòng tránh một số bệnh cảm mạo, đau đầu. Sinh ngày Mão. Vận số những người tuổi Dậu sinh ngày Mão không tốt, trên con đường sự nghiệp có người cản trở, gia đình không thuận, hay xảy ra cãi vã tranh chấp. Sinh ngày Thìn. Năm nay là một năm vô cùng may mắn thuận lợi đối với những người sinh ngày Thìn, sự nghiệp thuận lợi, cơ hội thăng tiến nhiều, tuy có lúc gặp phải khó khăn cản trở, nhưng đều được giải quyết tốt, đường tình duyên như ý. Sinh ngày Tỵ. Trong năm nên đặc biệt chú ý không được đầu tư quá nhiều, dẫn tới hoạt động kinh doanh lớn nếu có ý định làm, những người làm ăn kinh doanh nên cẩn trọng để phòng có người hãm hại. Sinh ngày Ngọ. Năm nay là năm rất thuận lợi để đầu tư làm ăn lớn, trong năm có quý nhân hỗ trợ nên sự nghiệp rất đi lên, thành công may mắn. Sinh ngày Mùi. Trong năm này những ai còn độc thân thì vẫn tiếp tục độc thân, những người có gia đình thì chú ý kẻo có người thứ ba phá hoại gia đình bạn. Sinh ngày Thân. Trong năm nên kiềm chế tính tình, hạn chế xen vào chuyện của người khác, tránh vướng phải rắc rối dẫn đến kiện tụng, trong năm sự nghiệp cũng không có bước tiến. Sinh ngày Dậu. Vận số những người sinh ngày Dậu khá tốt, về mặt công danh sự nghiệp có tiến triển nhưng không đáng kể, tuy nhiên về sức khỏe lại rất tốt. Sinh ngày Tuất, cần chú ý kiềm chế tính tình, tránh vướng phải chuyện thị phi, trong năm có thể dẫn tới kiện tụng phải hầu tòa. Sinh ngày Hợi, là người nghĩa khí nhưng tính tình không kiên định, dễ mất niềm tin vào bản thân, trong năm có nhiều cơ hội nhưng xen lẫn cả thách thức, sự nghiệp thành công hay không thì phải xem những người này có đủ khả năng để đứng dậy sau thất bại hay không. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, theo giờ sinh. Sinh giờ Tý, người này không có chính kiến, thiếu tự tin vào bản thân nên không thể gánh vác những trọng trách to lớn, tuy nhiên vận số lại khá tốt, công việc tuy không có tiến triển nhiều, nhưng gia đình lại rất hạnh phúc và đầm ấm. Sinh giờ Sửu, đây là người học rộng tài cao, hiểu biết nhiều, uy tín cá nhân rất tốt nhưng thường bị người khác ngáng đường, cản trở. Sinh giờ Dần, người này tính tình thẳng thắn, thật thà, hay giúp đỡ người khác, tuy vậy cuộc đời thường gặp phải nhiều điều trắc trở, bấp bênh. Sinh giờ Mão. Người sinh giờ này thường rất nhanh nhẹn hoạt bát nhưng lại có tính cẩu thả, vì vậy rất hay làm hỏng việc. Sinh giờ Thìn. Người sinh giờ Thìn, vận số tốt đẹp, đào hoa, thường là người tai to mặt lớn, uy tín cá nhân cao, tính cách nhân hậu, hòa nhã và dễ gần, là người trọng tình cảm. Sinh giờ Tỵ. Người sinh giờ Tỵ tính cách âm trầm khó đoán, thông minh nhạy bén, yêu thích khám phá lại có năng lực, nên khá thành công trong công việc, tuy nhiên trong đời hay gặp nhiều tai nạn bất ngờ, đề phòng kẻ gian hãm hại. Sinh giờ Ngọ. Đây là những người lịch lãm, nhã nhặn, giỏi ăn nói, bề ngoài thân thiện dễ gần, nên rất thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện, tuy nhiên lại không quá thuận lợi trong chuyện tình cảm và hôn nhân gia đình. Sinh giờ Mùi. Người sinh giờ Mùi tính cách bộc trực, thẳng thắn, nhưng lại không hiểu biết, dễ bị người khác lừa phỉnh, lợi dụng, cộng thêm tính cách nóng nảy, khó giữ được lý trí trong những lúc xảy ra tranh chấp. Sinh giờ Thân. Những người này thường không mấy nổi trội, bạn là người ít nói, không thích xen vào những chuyện rắc rối, là người biết giữ mình, họ luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ bản thân, những người này suốt cuộc đời mình không có gì đặc biệt nổi trội. Sinh giờ Dậu.
Những người này sinh ra đã có hậu thuẫn khá vững vàng, để có điều kiện, chỉ cần có tài năng thì nhất định cuộc đời sẽ thành công, tuy nhiên họ dễ mắc phải các bệnh vặt, chú ý tới đường hô hấp và hệ thống tiêu hóa. Sinh giờ Tuất, đây là những người hướng ngoại, tính cách cởi mở nhiệt tình, yêu thích du lịch khám phá, trong cuộc đời cũng có những lúc thăng trầm. Sinh giờ Hợi, người này tính cách hiền lành, trọng tình cảm, thích đi xa để xây dựng sự nghiệp và thành công, vận số trong năm không tốt, có thể mắc một số bệnh, vận tình duyên trắc trở. Vâng, quý cô bác kính mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về sự thật chấn động cuộc đời tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, vận trình thăng hoa, may mắn dồn dập, giàu sang sung túc, hưởng phúc lớn khi về già. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.